được phát hành năm 1890 và in thành sách kể từ năm 1891. Bức chân dung của Dorian Gray là cuốn tiểu thuyết duy nhất của nhà văn người Ireland Oscar Wilde. Ngay khi vừa được phát hành, cuốn tiểu thuyết đã tạo nên một làn sóng chỉ trích gay gắt trong giới học giả Anh Quốc. Họ cho rằng ông đáng bị lên án vì cuốn tiểu thuyết đã vi phạm những giá trị cơ bản của đạo đức xã hội. Một cách kiên định, Wilde đã bảo vệ quyết liệt tác phẩm của mình trước dư luận nước Anh. Qua quá trình lịch sử, tác phẩm đã chứng tỏ được giá trị nghệ thuật cùng sức sống của nó trong văn hóa đại chúng. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh tấm bi kịch của nhân vật Dorian. Anh là một chàng trai có vẻ ngoài cuốn hút, song do quá đam mê vẻ đẹp đó mà đã đánh đổi bản thân với một bức tranh. Từ đó, cuộc đời anh được khắc họa qua 12 chương, với những bi kịch trải dài, ngấm ngầm, cuộn xoáy và tàn phá bên dưới lớp hình hài đẹp đẽ. 12 chương đó là Ngài Henry thay đổi cuộc đời Dorian, Ngài Henry khám phá con người Dorian, tình yêu mặn nồng, Dorian đính hôn, sự ác độc của Dorian, cái chết của Sybil che giấu bức họa, Basil buộc tội Dorian, cái chết của Basil Hallward thoát nạn trong gang tấc, tử thi và Dorian tự giết chính mình. Tiểu thuyết Bức chân dung của Dorian Gray ra đời vào thời đại Victoria của nước Anh, một thời kỳ của sự giàu có, quyền lực và văn hóa. Người đọc sẽ dễ dàng cảm nhận được điều đó qua từng trang viết của nhà văn tài ba và đoản mệnh Oscar Wilde. Tuy nhiên, chính sự giàu có và quyền lực đó đã tạo nên một chủ nghĩa hưởng lạc trong một bộ phận thượng lưu của Anh Quốc, và Ngài Henry là một điển hình đã được tác giả khắc họa. Chính Ngài Henry đã ảnh hưởng sâu sắc đến Dorian. Anh bắt đầu cho rằng vẻ đẹp là thứ duy nhất đáng theo đuổi trong đời, và mong cho bức chân dung của anh mà Basil vừa vẽ xong sẽ già đi thay cho anh. Đọc tác phẩm, người đọc sẽ cảm thấy ghê tởm con người Dorian khi thấy anh chỉ vì một lý do hết sức tầm phào mà đã bội hôn với Sybil Vane, để rồi dẫn đến cái chết thương tâm của cô nữ diễn viên kịch xinh đẹp và tài năng. Nhưng tất cả lại cảm thông phần nào khi Dorian dằn vặt bản thân và muốn quay trở lại với vị hôn phu ấy, dù khi đó mọi chuyện đã quá muộn. Mặc dù một thời kỳ của xã hội thượng lưu những năm thế kỷ 19 đã đi qua lâu lắm rồi, song người đọc vẫn cảm nhận được những sự tương đồng với xã hội hiện đại. Chẳng hạn như lời ước nguyền do những ám ảnh về hình ảnh của bản thân Dorian, chẳng khác gì giới trẻ ngày nay đo độ hấp dẫn của bản thân bằng số lượt người vào thích ảnh đại diện của họ. Cũng giống như Dorian muốn thăng tiến trong xã hội bằng cách tham dự các bữa tiệc tối đình đám và kết bạn với những người thuộc tầng lớp trên, nhiều người ngày nay cũng nhìn những bữa tiệc tùng hoành tráng mà một người được mời tham dự để đánh giá xem người đó có được ưa chuộng hay không. Xoay quanh sự suy đồi và cái giá phải trả của Dorian, tác phẩm kinh điển này truyền tải thông điệp về một bài học đạo đức. Dorian đã bất chấp những tổn thương của người khác, chẳng hạn như của nữ diễn viên Sybil Vane, để thỏa mãn những thú vui hời hợt của bản thân. Đó là một ví dụ về lối sống suy đồi mà tác giả nhắn nhủ rằng chúng ta không nên bắt chiếc. Được đánh giá ở bậc 4 trong năm bậc xếp hạng độ khó của các cuốn sách do nhà xuất bản Oxford University ấn bản, cuốn tiểu thuyết này cung cấp khoảng 3.700 từ vựng đặc trưng cho người học tiếng Anh. Ngoài ra, ở cuối cuốn sách, người đọc sẽ tự đánh giá được kiến thức mà mình gặt hái sau mỗi chương cũng như sau khi đọc xong toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Bên cạnh đó, nhà xuất bản cũng cung cấp danh sách đọc tham khảo cho từng trình độ tiếng Anh của người đọc.